từ rất lâu. Những bóng tối hiểm ác, kẻ thù của nhân loại luôn tìm cách ám hại và tiêu diệt con người. Cho đến tận những năm 2000, chúng vẫn không ngừng sinh sôi và tìm cách gia tăng sức mạnh thông qua những mối nguy hiểm diễn ra hàng ngày. Để đấu tranh lại bóng tối, Liên minh Manulife Việt Nam với những tư vấn viên của mình không ngừng chiến đấu bảo vệ sự an toàn và mang đến cuộc sống hạnh phúc cho người dân Việt Nam. Hằng ngày, những cánh thư báo nguy được xử lý và gửi đến từng anh hùng tư vấn viên. Từ đó, họ sẽ đến từng nơi để giúp đỡ con người thông qua một cánh cổng dịch chuyển xuyên qua không gian và thời gian. Cứ như thế, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi năm 2016, xã hội ngày càng phát triển, dẫn đến sự gia tăng một cách chóng mặt của con người và cả những rủi ro ngày càng lớn về cả số lượng và mức độ. Tuy số lượng tư vấn viên Manulife đã tăng lên nhiều hơn, giỏi hơn và cứng cáp hơn, nhưng vẫn còn đó những bức thư đến chậm, giao tiếp không kịp thời, số lượng rủi ro ngày càng nhiều. Dù tư vấn viên đã làm việc cực lực và chăm chỉ đến kiệt sức, sự bất lực ngày càng rõ rệt. Đã đến lúc mọi thứ cần được thay đổi. Đã đến lúc chúng ta cần một phương thức mới để đánh bại kẻ thù ngày càng lớn mạnh hơn. Hỡi những chiến binh tinh nhuệ của Manulife, khoan mọi thất vọng và nản lòng. Chúng ta không được phép bỏ cuộc. Ngay lúc nguy hiểm nhất là lúc chúng ta cần mạnh mẽ nhất và đoàn kết với nhau hơn. Hãy đón nhận sự trợ giúp này để thêm vững vàng. Với Manulife Zalo công nghệ hiện đại, những lá thư dần được thay thế bởi các tin nhắn số hóa. Các anh hùng nhận được thông tin từ bộ chỉ huy trực tiếp và nhanh chóng hơn. Họ tiếp cận các nguồn thông tin chủ động hơn và không còn những khách hàng bị bỏ lỡ. Và từ đây, đội ngũ anh hùng tư vấn viên của Manulife đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên số hiện đại. Manulife Zalo chuyển mình dẫn lối, tiếp nối thành công.